Thằng Hào là nhà ở nằm ở thành phố Đà Nẵng, có diện tích đất khoảng 250 m², là xây chủ yếu từ vật liệu là bê tông này, gạch trần và đá tự nhiên, chỉ có ba cái loại đó. Và kết hợp lại thì gạch thì xây cũng để trần luôn, các cái trần nhà rồi sàn nhà cũng để bê tông luôn để cho nó tiết kiệm cái chi phí, tập trung vào các cái bồn cây là bằng các cái bồn bê tông lớn, có thể nói là khổng lồ, chứa rất là nhiều khối đất để trồng cái cây, vì thậm chí là cây xoài, cây vú sữa các thứ trên cái mái nhà đó để tạo thành một cái rừng nhiệt đới. Cây lên đó dưới này có cái hệ thống chống thấm cũng như cái hệ thống tách biệt cái phần bê tông này rồi với cái phần đất và cái phần nước chảy ở dưới. Cái khó là bình thường một cái chậu như thế họ sẽ đục một cái lỗ để cho nước chảy ra, thì đây sẽ không làm thế mà sẽ làm hai cái lớp đáy ở dưới để cho nó chảy qua một cái lớp và nó chảy ra cái ống đằng dưới cái lớp thứ hai nó đi ra ngoài. Cái vi sinh vật nó sống trong cái trên cái cây đó nó cũng xuống như cái hồ cá nên làm cho cái thức ăn cho hồ cá, ngược lại cái phân của cái con cá nó lại bơm ngược lên trên nó tới cây, thành ra là nó tạo thành một cái hệ sinh thái rất là tốt. Có lẽ đây là một cái điểm rất là mạnh của cái ngôi nhà này. Cái công trình này nó có một cái bể bơi để phục vụ cho toàn bộ gia đình, nó có một phòng ngủ master chính và hai phòng ngủ nhỏ và những cái không gian khác để có thể cũng sử dụng làm phòng ngủ. Nhà có ba người con trai, thành ra là họ không muốn là tức là những cái người này vào trong nhà trong phòng để vì chơi game chẳng hạn thế, hoặc là ít tương tác với các thành viên còn lại trong nhà. Do đó cho nên cái thiết kế nó làm sao để tập trung cả cái sự kết nối lớn nhất giữa những cái thành viên trong gia đình với nhau, cũng như là nó kết nối được với thiên nhiên, và cụ thể là các cái bồn lớn khổng lồ trên mái nhà và lọt ánh sáng vào giữa cái không gian đó. Đằng trên là một cái rừng nhiệt đới, bên dưới bên cạnh cái nhà là một cái bể bơi, và các cái không gian nó nối với nhau bằng một cái thông tầng rất là lớn, để ví dụ một người thậm chí ở dưới tầng trệt có thể nói nhẹ nhàng gọi đằng trên tầng 3 họ cũng nghe thấy. Và các cái không gian nó kết nối nhau một cách liên tục giữa các cái không gian với nhau, và kết nối liên tục giữa đằng trong với đằng ngoài. Do đó cho nên là khi mà cái người ở trong nhà đó họ cảm thấy giống như ở giữa cái rừng cây, và ở có một cái hồ nước là cái bể bơi đó, nó tạo thành cái vi khí hậu cho cái ngôi nhà đó nữa. Và cái hệ thống tái sử dụng cái nguồn nước từ cái bể bơi, cái hồ cá đó, tức là mà nước mưa xuống hồ cá đó tái sử dụng bơm lên cho cái hệ thống tưới cây ở trên này. Thì cái ý tưởng với cái hồ cá là của anh chủ nhà đó, nhưng mà nó cũng rất là tốt. Chủ đầu tư họ cũng rất là yêu cây, do đó cho nên là đối với họ có cái vườn cây là một cái niềm vui lớn, và họ chăm sóc từng cái cây đó với một cái tình yêu thương ấy. Thành ra là cái rừng cây trên nhà họ là có thể nói là rất là xanh tốt và tuyệt vời. Công trình này nó đã được giải thưởng Future Art Green Leadership ở bên Singapore rồi. Rồi nó được giải thưởng bầu bình chọn là công trình tốt nhất. Và cái này là hạng mục nhà ở trong đô thị,